Ok, như các bạn đã vừa thấy rồi, xe tôi làm sao mà có thể tự động đá số nếu mà không cần dùng chân, đúng không? Nhưng mà thật sự đó chỉ là một cái công nghệ mà cách đây 4 năm mình đã áp dụng vào chiếc Suzuki GSR750 của mình. Đó là hệ thống số bấm bằng tay. Tất cả những cái hành động mà lên số và xuống số, tất cả đều chỉ sử dụng bằng ngón tay để bấm mà thôi. Thì nhiều người sẽ hỏi, ủa chạy xe số, xe công tay mà bấm số vậy để làm chi? Nó có rất là nhiều cái hay. Những bạn nào mà chưa bao giờ thử chạy, các bạn sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác đâu. Tôi có nói thì các bạn cũng sẽ chỉ là mường tượng thôi. Nhưng mà thật sự mà nói ra nó rất là tiện lợi luôn. Nhiều khi chúng ta nói là chẳng hạn như chúng ta chạy những mang những đôi giày mà thể thao gì đó mà chúng ta cứ suốt ngày phải móc 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 hư giày. Đó là chuyện thứ nhất. Chúng ta có những cái dịp mà chúng ta đi chơi chúng ta không thể nào mà xài số móc được thì chúng ta có thể xài số bấm. Và cái thứ hai nữa là động tác mà bấm nút qua số sẽ bảo đảm nó sẽ lẹ hơn là các bạn đá chân luôn á, thiệt luôn. Và chưa kể là tôi sẽ còn thêm một cái thiết bị cho nó nữa, đó chính là auto up shift, có nghĩa là khi mà chúng ta set up ở một cái dòng tua nhất định, chẳng hạn như xe tôi set up ở 10.000 dòng tua máy đi, thì chỉ cần một ga dặn của tôi từ số 1 thì tự động tới 10.000 dòng tua, ở số 2 nó sẽ đá số lên số 3, và cứ thế 4, 5, 6 và đều ở 10.000 tua nó sẽ đá. Thì dĩ nhiên là mình sẽ canh cái đỉnh máy, chẳng hạn như máy mình đỉnh là 16.000 đi thì mình sẽ canh ở 16.000, thì để cho mình sẽ đạt được cái tốc độ tối đa và gia tốc nhanh nhất, chỉ 1, 2, 3 dặn hết là lên. Rồi, thì bây giờ quá nhiều là dài dòng, thì bây giờ tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy là đây, các bạn có thể nhìn thấy là phía bên đây xe của tôi là không có một ai nha. Đó, chỉ có một mình tôi ở chiếc đầu xe này. Thì bây giờ đó, camera là xe đó, đủ quá ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lên ha. Không có một ai ở bên đó để mà gì cả. Giờ tôi sẽ bắt đầu mở chìa lên. Đứng bên này hơi khó mở chìa. Rồi. Thì hiện giờ tôi đã mở chìa. Và bây giờ tôi sẽ nổ máy lên. Đó, như các bạn thấy thì có nghĩa là hiện giờ xe của tôi là đang ở số mo. À, bánh nó không quay ha. Và tất cả nó chỉ là đang ở đó. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu là khởi động cái hệ thống của tôi. Thì cái hệ thống của tôi nó có cái chức năng an toàn, có nghĩa là trước khi sử dụng là phải nhấn một giữ một cái nút. Trong vòng 3 giây tôi sẽ không mách cho các bạn biết đó là số nào đâu, tại vì tôi mách các bạn lỡ các bạn không sao mò sao. Rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu là tôi vô số nè. Nhìn nè, tôi sẽ bắt đầu vô số 1 nè. Thấy chưa? Bạn thấy là cái bánh nó vô số 1 chưa? Bạn nghe tiếng chưa? Giờ tôi sẽ thả côn ra. Đây là số 1 đang quay. Tôi đã vô số 1 rồi. Rồi, và hệ thống sau khi mà tôi đã sử dụng côn rồi thì giờ hiện giờ cái ngón tay của tôi á nó chỉ sử dụng để mà bấm nút nó thôi. Nhìn ha, bàn tay tôi đây nè, tôi chỉ cần muốn bấm là tôi lên số, và tôi chỉ việc giữ một ga một thôi. Nhìn này nhá, tôi giữ một ga một thôi nè, lên số 2 nè, 3 4 5 6, đã lên tới số 6. Bạn thấy nhanh không? Mặc dù tôi chỉ là dặn nhẹ, tôi bấm rất là chậm. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu trả số nè. 5 4 3 2 1. Đó, về lại số 1 rồi nè. Đó, các bạn có thể chú ý. Rồi bây giờ mình sẽ test tiếp lần nữa. Mọi người sẽ tiến tới đây để nhìn cái đồng hồ để xem là sự thật tôi nói có đúng hay không. Hiện giờ nó đang là ở số 1 nè. Đó, hiện giờ nó đang ở số 1 nha. Các bạn nhìn ha. Rồi bây giờ này nha, tôi sẽ bắt đầu tôi dặn ga và tôi lên số nè. Dặn ga nè. Số 6 nè, xuống số nè. 5 4 3 2 1. Đó, thấy đã chưa? Thấy tuyệt vời chưa? Đó, và bạn nhìn kỹ là ha, chiếc xe vẫn là như thế chứ không có một ai cả. Nè, giờ tôi bóp côn, ngắt côn là đạp thắng là xe nó dừng lại nè. Rồi. Đó, đang ở số 1. Bây giờ tôi thả côn thôi nè. Đó, làm lại một lần nữa, thao tác ha. Và lần này tôi sẽ giữ ga nhanh hơn để xem cho mọi người xem nó đá số lẹ như thế nào. Mọi người hãy nghe cái tiếng tạch tạch của nó, là mỗi lần tạch là cái là đá số đó. Đó, đã lên tới số 6 rồi đó. Bây giờ trả số nè. 5, 4, 3, 2, 1. Đó. Camera có thể tiến lên đây và nhìn ha. Không có một ai phía bên đây hết đâu. Nhiều người cứ nói là tôi sử dụng một ai đó để mà đứng bên đó mà đá số hả? Không hề nha, không hề. Không hề có một ai cả. Đấy. Rồi. Thì đây chỉ là cái công nghệ mà hiện giờ tôi mới gắn vào lại thôi. Tại vì trong một số thời gian tôi đã bán nó đi cho một người khách khác. Thì vừa mới rồi là nhờ mọi người kêu là ok anh hãy gắn lại bộ đó, thì tôi đã quyết định là tôi ráp lại cái bộ đó. Thì bây giờ là hiện giờ là nó sẽ là sang số là bằng tay lên cả xuống. Nhưng mà nó chưa có cái bộ tự động lên số, tại vì bộ đó tôi chưa có mua kịp. Thì chỉ trong vài hôm nữa khi mà đồ tôi về, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xem thế nào để mình set up. Mình sẽ set up ở bao nhiêu ngày dòng tour và chỉ một ga một là tự động lên số. Lúc đó có nghĩa là mình đã vô số 1 rồi, mình chỉ đứng đây mình dặn thôi là tới tour tự động đá. Đó, đó là cái hay của hệ thống của mình. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại ở vị trí mình đứng bên đây ha. Rồi một lần nữa ha. Thì mọi người có thể đi lại camera lại đây. Rồi để mọi người nhìn thấy cái vị trí cái tay của mình nè. Tới gần đây luôn. Đó, tới gần đây luôn ha.
Đây, mình chỉ nè, mình chỉ đụng vô ngón tay đây thôi nha. Rồi, mình dặn ra nè. Trả số nè, 5 4 3 2 1. Mình sẽ thử cho các bạn xem là nó đá nhanh hơn nữa được không nha. Mình sẽ đá rất là nhiều số, giống như là đang đua xe dạng á, nó sẽ đá rất là lẹ. Bạn hãy nhìn tập trung vào cái số 1 này ha. Đó, bạn nhìn nè. Rồi, chuẩn bị nè. Tốc độ mà nó lên số nhanh hay chậm á, nó phụ thuộc vào cái nút bấm tay của mình. Đó, mình bấm càng nhanh thì lên số càng lẹ. Đó, đây là một cái rất là tiện nghi để cho mình chạy đi tour mình rất là thoải mái, relax. Mình có thể sử dụng song song luôn cả hai thứ. Một là mình sử dụng cả chân móc bình thường, hoặc hai là mình có thể chỉ là bấm nút mà thôi.